Các bác đang ngắm ở trên màn hình là một đôi loa rất là nổi tiếng của hãng Pioneer, dòng HE7, dòng Pucel. Dòng này thì cấu hình rất là đẹp và chất âm thì tuyệt vời, hay. Dòng Pucel thì đôi này thì độ nhạy là cao nhất, lên đến 93 decibel. Các bác nhìn này, hai bát là hai bát điện các bác nhé. Hai bát này là sở hữu là hai bát 14, hai bát điện, hai bát thật. Các bác nhìn lỗ thở kế hai bên. Dòng này thì các bác có thể đặt đứng như thế này, hoặc các bác đặt nằm xuống thì hai bát nó ở dưới, hoặc là hai bát ở trên, tùy theo diện tích của các bác để các bác đặt. Đấy. Chiều cao như em đang kê như thế này thì chiều cao là 34 cm mà ngang là 25, và sâu của đôi này cũng khá là sâu. Dòng này thì các bác nhìn thấy vân gỗ nó rất là đẹp, gỗ như kiểu gỗ hương. Sâu đôi này thì cả căng và nó rơi vào tầm 28 cm. Các bác đặt như thế này hoặc các bác đặt nằm, bát trên hoặc là bát dưới đều ok hết nhá. Căng thì bạn HE7 thì về đầy đủ, vậy căng nguyên bản. Các bác đặt dựng hay đặt nằm thì các bác lấy cái tay các bác chỉnh lại cái hướng của cái tem Pioneer HE7 là ok. Đấy, đây một chiếc, đây là hai chiếc. Về trong tình trạng còn mới, đẹp, màu vân gỗ. Em vừa giới thiệu xong độ nhạy của đôi này lên đến 93 decibel. Đây là các bác ép âm ly vô cùng là dễ luôn. Tầm phân khúc giá bình dân thì dòng Pucel thì được rất là nhiều các bác ưa chuộng. Các bác nhìn đằng sau nhé. Dòng này trở kháng là 6 ohm. Đầu vào của nó đây. Đôi này thì rất là đẹp. Các bác nhìn tổng thể nhé. Rất là đẹp luôn. Các bác có nhu cầu sở hữu đôi Pucel đẹp tuyệt vời. Cấu hình, hình thức, chất âm tuyệt vời là hay. Giá bình dân. Các bác alo cho em theo số này 0983698887. Clip sau em mời các bác thẩm âm nghe nhạc nhé. Dòng HE7, dòng Pucel tuyệt vời là đẹp, kê được nhiều các cái hình thức, các cấu hình khác nhau, bát ở trên, bát ở dưới, tép và tép hoa khế, tép đôm, tép này tép đôm, tép lụa đấy các bác ạ. Các bác nhìn cấu hình một lần nữa nhé. Clip sau em xin mời các bác thẩm âm nghe nhạc. Cảm ơn các bác.